Chào các bạn đến với Tarot Bánh Quy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một video clip liên quan đến chủ đề về tình yêu. Thì cũng là tháng 5 rồi, còn có 2 tháng nữa thôi thì sẽ đến kiểu giống như nửa năm. Thì mình cũng rất là tò mò liệu là sắp tới có thoát ế hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về chủ đề đó là đến nửa năm bạn có thoát ế hay không. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 3 tụ bài. Tụ 1 là cái cây nến thơm, tụ 2 là cái nhành cỏ khô, cái tụ 3 là túi đá. Thì các bạn hãy chọn cái tụ bài hoặc là cái đồ vật mà các bạn cảm thấy thích nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở tụ 1. Đối với những bạn chọn tụ 1, cây nến thơm thì chúng ta có lá. Chúng ta có lá bảy kiếm, chúng ta có lá được phun, chúng ta có lá người đưa tin gậy, chúng ta có lá bốn cóc ở bảy cóc, và lá lời khuyên là lá the fight. Mình sẽ sắp xếp lại một chút xíu. Rồi, thì đối với những bạn chọn tụ 1 này từ giờ đến giữa năm, tức là tháng 6, bạn có thoát ế hay không? Bài của mình lên đối với mình lá 7 kiếm á, nó cho mình một cái suy nghĩ đó là thật sự bản thân những bạn chọn tụ 1 á, các bạn vẫn là khá tò mò về cái chuyện tình cảm của các bạn. Tò mò ở đây là gì? Nó nghĩa là một nửa là các bạn muốn có một cái câu chuyện tình cảm mới. Các bạn muốn bắt đầu, các bạn muốn đi tìm một cái hạnh phúc, các bạn muốn đi tìm một cái gì đó thuộc về bản thân mình. Nhưng kế bên lại có lá được full, tức nghĩa là các bạn vừa nửa tin vừa nửa không. Ở một khía cạnh nào đó, mình cảm giác những bạn chọn tụ một đôi khi là những người quá lý trí, hoặc là những người thiếu niềm tin vào tình yêu. Có thể các bạn cũng suy nghĩ là tình yêu là một cái trò trò chơi, nhưng mà các bạn không có tung hứng nó. Trò chơi ở đây có nghĩa là gì? Trò chơi ở đây nó có nghĩa giống như lá năm gậy, là một cái sự thu hút một cái gì đó mang tính kiểu giống như là vờn bác rượt đuổi, có một cái gì đó nó mang tính thú vị ở trong đó. Và mình cảm thấy giống như là đôi khi các bạn chọn tụ một có một cái suy nghĩ đó là tình yêu là thứ thứ xa xôi, giống như các bạn nhìn thấy cái mặt trời ở đây, cái lá được phun này, cái người này họ cố gắng bay tới họ bắt cái mặt trời đó. Rõ ràng người này họ thừa biết cái mặt trời rất là xa xôi, nhưng mà cái tâm hồn của cái lá được phun này, khi mà các bạn nhìn vào cái tâm hồn của lá được phun, các bạn sẽ thấy nó đang rất là gọi là bay bổng. Mình cảm giác các bạn sẽ đón nhận cái thông điệp của mình một cách rất là dễ dàng và tương đối mở, theo kiểu là nếu có thì tốt, không có cũng không sao, bởi vì các bạn thừa biết được cái tình trạng của các bạn là như thế nào. Ở một khía cạnh khác á, thì mình nhìn thấy ở trong cái lá năm gậy á, có thể các bạn cũng có cảm xúc hoặc là cũng có một cái sự rung động, một cái sự thích thú nào đó với ai đó. Trong một số trường hợp có thể là đồng nghiệp, là bạn bè thân thiết, là những mối quan hệ gần. Tuy nhiên mình cảm giác các bạn cũng cũng có một cái nhận định đó là tao có thể có tình cảm với mày nhưng đó không hẳn là cái tình yêu. Hoặc nếu giả sử bạn được ai đó cua, được ai đó để ý, thì mình cũng nghĩ bạn xem đó là một cái mình gọi đó là một cái cuộc hẹn, một cái gì đó nó mang tính gọi là đùa vui, một cái gì đó nó mang tính gọi là thử. Bởi vì mình thấy trong các bạn có nhiều cái sự mâu thuẫn, cái mâu thuẫn này nó thể hiện nhiều ở lá bảy cóc. Cái bảy cóc nó cho mình cái một cái cảm giác đó là các bạn thấy lạc lõng, hoặc là cái tình cảm của các bạn nó đang bấp bênh, nó rất là chênh vênh, nó không có một cái sự ổn định và thống nhất. Trong một số trường hợp, những bạn chọn tụ một là những người mình giống như mình nói là các bạn là người mất niềm tin vào tình yêu, bởi vì lá đầu là bảy kiếm, lá đầu là bảy kiếm, lá cuối là bảy cóc, tức nghĩa là từ kiếm sang cóc, mà hai lá bảy này đều là những lá như các bạn nhìn hình thấy. Các bạn có thể thấy đó là cái bảy kiếm thì nó núp ở trong cái một cái bụi. Mình cảm giác các bạn vẫn quan sát, vẫn để ý, vẫn đánh giá, có thể là về cái đối tượng mà các bạn tìm kiếm, hoặc cũng là có thể các bạn cái sự núp này nè, nó có thể liên quan tới chuyện là bạn vẫn cứ ngóng trông về một cái gì đó, bạn vẫn đi tìm một cái gì đó. Dĩ nhiên mình biết cái hình nó không phải là đi tìm mà là sự trốn tránh, nhưng nó cho mình cái cảm giác đó là người này họ luôn chuẩn bị một cái thứ xung quanh, họ luôn xem những cái thứ xung quanh đó là cái gì, ở đâu, ra sao, để họ chuẩn bị một cái tâm thế, bởi vì họ đang giữ những cái gì đó ở đây.
mình cảm giác trong câu chuyện tình yêu có thể đôi khi bạn suy nghĩ là à nếu mà bây giờ mình yêu thì mình có sẵn sàng chưa, mình sẽ như thế nào, yêu ra sao, rồi mình cảm giác giống như là đối tượng mà bạn muốn tìm, mình cảm giác trong cái lá năm gậy nó cũng đòi hỏi khá là nhiều thứ ở trong đó. Thành ra nếu mà để trả lời cho cái câu hỏi đó là từ giờ cho đến giữa năm bạn có một cái mối quan hệ, bạn có thoát ế hay không, bà mình lên chắc chắn bạn sẽ thoát, nhưng cái chắc chắn này là thoát như thế nào, chắc chắn này nó nằm ở cái chỗ đó là bạn sẽ có được những cái cơ hội nhỏ, những cái cơ hội được tiếp xúc, được trao đổi, được gặp gỡ những cái người thú vị, hoặc là gặp gỡ những cái đối tượng tiềm năng, chứ không phải là bạn sẽ thoát ế theo định nghĩa là bạn sẽ có người yêu. Cái thứ hai nữa đó là trong cái tụ một này mình vẫn thấy bản thân các bạn có nhiều cái mình gọi đó là những cái lập trường quan điểm liên quan có vẻ đó, như là về cuộc sống, về sự nghiệp, về định hướng phát triển bản thân, mình nhìn thấy bài lên rất là mông lung. Mông lung ở đây là gì? Mông lung ở đây bao gồm lá bảy cóc. Cái bảy cóc này nó cho mình cảm giác bạn đang đang định hướng là bản thân mình, định hướng này có thể là định hướng về công việc, về tình cảm, định hướng này có thể là định hướng về cách yêu, định hướng về đối tượng, về nhu cầu, về giá trị bản thân. Ở một khía cạnh nào đó khi mà mình nhìn vào cái tụ một này, mình còn thấy giống như là đôi khi các bạn thấy lạc hướng, lạc lối, và cái đối tượng mà các bạn muốn tìm kiếm á, thật ra nó cũng là một kiểu người không phải đơn giản để có, bởi vì bạn muốn có một sự đồng điệu. Năm gậy, hai hình ảnh hai người này đánh đánh với nhau qua lại, người ta gọi là đấu kiếm á, thì dĩ nhiên mình biết dùng từ đấu kiếm nó hơi sai, nhưng mà kiểu giống như là bạn muốn có sự tương tác, bạn muốn đối phương cũng là một người có một cái sự mình gọi là trẻ con nhưng nó không được gọi là thiếu chín chắn, một cái người có một cái vẻ ngoài mình tương nghĩ là tương đối thu hút nhưng không được quá gọi là lăng nhăng và đào hoa. Mình thấy là bạn cũng là một người có gu, có cái kiểu tính cách gọi là hơi nghệ sĩ, bởi vì cái lá được full, và mình nhìn vào các bạn á, nó cho mình nhiều cái cảm giác liên quan đến chuyện là một người sống nửa nội tâm nửa hướng ngoại, một người nửa chia sẻ nửa không chia sẻ, tức nghĩa là cái độ cởi mở của bạn sẽ không quá cao. Và trong cái tụ này mình nhìn vào mình cảm giác như đôi khi bạn có những lúc bạn chưa thật sự sẵn sàng cho cái câu chuyện tình yêu. Cái chưa sẵn sàng này nó nằm ở trong cái lá năm gậy, đó là bạn vẫn giữ một cái tư thế nào đó, một cái thế phòng thủ. Bảy kiếm cũng vậy, bạn vẫn có một cái sự chưa chuẩn bị nào đó. Tuy nhiên hai cái lá này nó là kiểu giống như là cứ tới đi, cứ làm đại đi. Đôi khi cái sự thôi thúc ở bên trong của các bạn, giống như cái tư tưởng thèm yêu hoặc là cái cảm xúc thèm yêu, nó thôi thúc các bạn, nó nói các bạn là hãy mạnh dạn lên, hãy cứ yêu đi, bởi vì yêu sẽ như thế này. Nhưng mà bởi vì cái tính chất bản chất con người bạn là người an toàn, sống khá là an toàn, thành ra đôi khi bạn không có muốn liều lĩnh đem cái tình cảm của mình ra để cho người khác bông đùa, hay là để cho người khác đánh giá, hoặc là để cho người khác có những cái mình gọi là giống như là chơi đùa với nó. Nhìn chung á, thì cái tông màu của bài nó cũng đang lên sáng, nó đi từ bên đây qua, thì cái màu bài bạn nhìn thấy nó sáng lên từ từ, chỉ là tiếc một cái là lá bảy cóc á, thì mình cảm giác giống như là bạn lâu lâu hoặc là đôi khi bạn sẽ tự hỏi là biển người bao la ngoài kia, ai mới là người dành cho bạn? Bởi vì mình vẫn thấy bảy cái góc đó giống như là những thứ, những cái người mà đứng trước mặt bạn, những mối quan hệ gần mà ở đó bạn cảm giác giống như là trong gần thật gần mà xa thật xa. Tôi vẫn cứ đi tìm một cái người nào đó thuộc về tôi, nhưng tôi không bao giờ thấy được cái người đó ở đâu, ra sao và như thế nào. Tôi cũng không biết liệu tôi đang đi tìm một mối quan hệ nó có tồn tại hay không, rồi có bao giờ tôi sẽ tìm được cái người mà mình yêu hay không. Nói chung trong bạn nó là một mớ hỗn độn của mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn này không có mang cái tính gọi là đối chọi lẫn nhau. Về cái lá lời khuyên, cái lá lời khuyên là lá Defy, thì mình cảm giác cái lời khuyên ở đây á, nó tương đối mang tính thực tế, đó là bản thân bạn là một người mình vẫn thấy là nếu bạn có tiềm năng ở đây là gì, tức nghĩa là về giá trị, về con người của các bạn, mình vẫn thấy bài lên tương đối sáng, hoặc ít nhất nó cũng sáng. Cái lá Defy này nó kêu bạn là hãy mạnh mẽ lên, hãy chiến đấu vì tình yêu, hoặc là nếu hiểu một cách đơn giản nhất đó là nếu bạn thật sự đủ mạnh mẽ thì bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến câu chuyện đó là ai sẽ nhìn thấy được cái giá trị của bạn, ai có thể thấy được con người thật của bạn và ai có thể hiểu được bạn. Bởi vì mình cảm giác đôi khi bạn gồng, cái sự gồng này nó che đậy đi những cái sự yếu đuối, khỏa lấp những cái thứ bên trong, khỏa lấp đi những cái thứ mà bạn vốn dĩ muốn muốn thể hiện ra bên ngoài mà bạn chưa có cơ hội. Hãy cho người ta thấy cái nét đẹp tiềm tàng của bạn, hãy cho người ta thấy cái nét đẹp và sự quyến rũ, cũng như những cái thứ liên quan đến việc gọi là tài lẻ, tài năng, khả năng. Bởi vì lá Delphi này là một cái lá có rất là nhiều kỹ năng, nhiều khả năng, cũng như
là năng lực, chỉ có vấn đề nó chưa biết cách vận dụng và chưa biết cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 1. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sang tụ số 2. Đối với những bạn chọn tụ số 2, nhành cỏ khô, chúng ta có lá The Emperor, chúng ta có lá 8 tiền, chúng ta có lá 5 cốc, chúng ta có lá Wheel of Fortune, và chúng ta có lá lời khuyên là đã là Flood. Thật ra đối với những bạn chọn tụ 2, cái câu chuyện của các bạn nó sẽ hơi khác những bạn chọn tụ 1 một chút xíu. Đó là những bạn chọn tụ 2 là những người mình cảm giác trong cái đời sống tình cảm, bạn là người rất là cũng là người không tin vào tình yêu cho lắm. Không tin này nó có lý do. Tụ 1 nó không tin bởi vì nó cảm giác mơ hồ, mông lung, nó không có cảm thấy được là cái sự gắn kết, và nó không 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 nhận thấy được là tình yêu là như thế nào. Còn tụ 2 này á, bạn thật ra vốn dĩ là người muốn yêu, muốn được yêu, muốn được nâng niu chăm sóc, muốn là trung tâm. Nhưng bởi vì cái tình yêu nào đó từ cái thời The Emperor, tức nghĩa là từ thời xưa cũ nào đó, nó làm cho bạn tổn thương, nó làm cho bạn mất niềm tin, hoặc là bạn đã từng yêu một người nào đó quá nhiều, nó khiến cho bạn bây giờ hơi bị trơ trọi và già đời. Nó làm cho bản thân bạn chỉ suy nghĩ đến việc là ta nên tập trung vào cuộc sống, ta nên tập trung vào công việc, ta nên tập trung vào những thứ mà thay là vì yêu, ta nên tập trung vào công việc, việc học, ta tập trung vào những cái thứ mà bản thân mình thích. Hoặc là kiểu giống như là đôi khi bản thân bạn nghĩ giống như bạn không thể yêu được ai khác nữa, giống trong như trong cái lá năm góc, bạn vẫn còn giữ một cái sợi dây liên kết, một cái mình gọi giống như một cái sợi dây tơ hồng, hoặc là kiểu giống như là một cái luyến tiếc, một cái gì đó liên quan đến cái cũ. Thậm chí trong một số trường hợp đó là bạn không thể gạt bỏ được cái người cũ, cái câu chuyện cũ ra khỏi đầu bạn, mặc dù bạn đã thông suốt, bạn cũng đã hiểu lý do, bạn cũng đã biết vì sao câu chuyện nó lại xảy ra như vậy, nhưng mà bởi vì bạn cảm thấy mất mát quá lớn, hoặc là bởi vì bạn cảm thấy mọi thứ bạn đã cho đi, mọi thứ mà bạn đã hy sinh đầu tư, nó trôi xong lạc chợ hết. Thành ra tới thời điểm đó bạn thấy kiểu giống như là mình gọi giống như là bơ vơ trong một mối quan hệ. Và trong một số trường hợp đó, những bạn chọn tụ hai đôi khi mình cảm giác cái suy nghĩ của các bạn nó cũng mang tính hơi khó. Cái khó này thể hiện trong lá The Emperor rất là nhiều. Mình cảm giác bạn là một người rất là già đời, rất là kén chọn, rất là kỹ tính, sống rất là nguyên tắc, rất là thích kiểm soát, và bạn là kiểu người gia trưởng hoặc là chuyên quyền, dù bạn là nam hay nữ. Trong một số trường hợp mình thấy cái tụ 2 có một số cái tính nó cần phải sửa. Bởi vì mình thấy trong cái lá năm cốc này nè, cái tính của bạn nó có cái sự ghen tuông, nó có một số cái suy nghĩ liên quan đến chuyện đó là bản thân bạn muốn chiếm hữu. Và giống như lúc đầu mình nói, trong một mối quan hệ bạn luôn thích làm trung tâm. Mình cảm giác cái lý do của mối quan hệ ngày trước hoặc là những cái mối quan hệ trong tình cảm của bạn nó hay trục trặc là do cái tính cách của bạn một phần. Mình không chắc là những bạn chọn tụ 2 là những người sinh ra trong gia đình giàu có hay là tốt, nhưng mà mình cảm giác cái tính của bạn nó có cái tính tiểu thư công chúa, hoặc là nó có cái tôi rất là cao, hoặc là bạn sẽ mang một cái hình mẫu của người ba hoặc là người mẹ của các bạn. Tức nghĩa là hình mẫu này nó theo kiểu như thế nào, giống như là mình cảm giác bạn lớn lên trong một cái gia đình mà ba hoặc là mẹ là người sẽ chiếm hết mọi cái quyền hành trong gia đình, và thường có những cái lục đục nội bộ liên quan đến trọng nam khinh nữ, hoặc là giới tính, hoặc là tôn giáo, hoặc là và kiểu giống như là tư tưởng cũ, hoặc là những cái tư tưởng đạo giáo truyền thống ngày xưa. Đó là cái lý do vì sao mà bài nó lên là trong cái suy nghĩ của các bạn nó rất là khuôn khổ, mình cảm giác nó rất là gò bó, và nó rất là đôi khi có sự hẹp hòi trong đó. Dĩ nhiên là mình không chê các bạn đến mức như vậy, nhưng mà mình cảm giác là đó là cái con người thật của các bạn. Ngoài ra nữa, trong cái tụ 2 này có một cái điểm thú vị, đó là có lá The Wheel of Fortune. Thì mình nghĩ tụ 2 này, cái tình yêu của các bạn á, nếu từ giờ đến tháng 6 mà có tới á, nó sẽ đến một cách rất là bất ngờ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái duyên, tự cái duyên nó mang tới, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là những bạn chọn tụ 2, mình rất là thắc mắc đây là các bạn có còn sự gắn kết, liên kết, liên hệ nào đó với người cũ hay không? Các bạn có một vài mối quan hệ nào còn lưng chừng, lơ lửng, chưa có xác nhận, chưa có cam kết,
chưa có cái sự rõ ràng hay không. Tức nghĩa là những mối quan hệ này chúng ta gọi là giống như quăng bã thả thính, hoặc là biết nhau cũng thích thích nhau nhưng mà chưa có dám nói, hoặc là chưa có dám lên mở lời. Cái người này có thể là một người chung công ty, hoặc là chung chỗ học, hoặc là chung môi trường sinh hoạt của các bạn. Bởi vì mình nhìn trong hai cái lá này, mình thấy người này rất là gần, hoặc là họ biết về bạn, họ để ý về bạn, nhưng mà bạn có vẻ như cũng không có để ý mà mặn mà lắm tới họ. Thứ hai là những bạn chọn tuổi hai này nè. Các bạn là những người mình gọi cái tính nó cũng theo kiểu là khi mà bạn thích ai đó thì bạn chỉ thích có một người, và khi mà người ta thích bạn dù mà bạn không thích họ thì làm cái gì họ làm cái gì thì bạn cũng sẽ không bao giờ thích được những cái người mà bạn không có cảm xúc. Trong cái tụ hai này đôi khi mình nhìn vào mình thấy bạn là một người mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn nó thể hiện trong cái lá The Wheel of Fortune rất là nhiều, bởi vì bên đây bạn là một người nhìn vào mình thấy một cái cô gái ôm mặt khóc, tức nghĩa là bạn có che đậy những cái gì đó nhưng bên trong bạn vẫn nở hoa, kiểu giống như là bạn vẫn còn một cái niềm tin, một cái hy vọng, một cái mong muốn khao khát nào đó nó tồn tại ở bên trong. Tuy nhiên khi mà đứng ở phía bên ngoài nhìn vào thì có vẻ bạn là một người rất là che đậy, giỏi che đậy cảm xúc, rất là giỏi bạn giỏi rất là giỏi xây dựng những cái rào cản, những cái khung quanh. Và mình cảm giác ba cái góc ở đây giống như là những cái mối tình, những cái câu chuyện, à bốn cái, những cái cốc ở đây giống như những cái câu chuyện tình cảm đã qua. Đôi khi mình cảm giác bạn nhìn vào những cái cũ, bạn không có thấy được vấn đề, bạn có thể hiểu tại sao câu chuyện nó là như vậy, nhưng thật sự có thể bạn không hiểu như cách bạn nghĩ. Ở một số trường hợp khác, mình lại nghĩ những bạn chọn tuổi hai là những người chưa thật sự biết cách gọi là yêu như thế nào. Mình cảm giác bạn muốn nhận, muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc. Mình cảm giác bạn muốn uốn nắn, bẻ, hoặc là muốn tìm cách gọi là hướng dẫn, hoặc là tìm cách là làm yêu cầu người kia làm theo cái ý của bạn. Dĩ nhiên thì mình cũng không có tới độ là bạn kiểu giống như là làm ba làm mẹ người ta, nhưng mà mình cảm giác giống như là đôi khi bạn bạn muốn uốn nắn người kia theo cái ý của bạn, bởi vì như vậy nó sẽ hợp cái ý của bạn, hợp cái tánh của bạn, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Còn để kết luận lại, trong thời gian tới tháng 6 này bạn có tìm được một người nào đó thoát ế được hay không, thì bài của mình lên cái lá Wheel of Fortune thì mình sẽ không có nói được nhiều về cái câu chuyện đó là tình yêu sẽ ra sao, nhưng mà mình có thể cam kết hoặc là có thể nói với bạn đó là cái hành trình tình cảm của bạn nó sẽ đến trong năm nay, chỉ là nó đến vào cuối mùa mưa, nó đến vào tầm khoảng giữa cuối năm, tức như là từ khoảng 6 tháng còn lại hơn là khoảng 6 tháng đầu năm. Đó là những thông tin nhiều nhất mà mình có thể cung cấp hoặc là cho tiết lộ được cho các bạn. Bởi vì cái lá đó là cái duyên số, cái duyên nó đến chứ nó không có nợ nha, mình không có nói về cái nợ nha. Một mối quan hệ thì luôn luôn cần có hai chiều, phải có duyên và có nợ thì nó mới đi bền. Nếu có duyên thì trước mắt ít nhất bạn sẽ tìm được một người nào đó có hoặc là phù hợp với bạn, còn họ có ở lại cạnh với bạn được hay không thì đó lại là câu chuyện khác. Cái lá lời khuyên của bạn là lá The Flood. Thì đối với mình, cái lá The Flood này á, mình thường dịch một cách nghe hơi khó chịu, đó là một cái người ở trên trển. Tức nghĩa là bản thân bạn thực ra có những cái tiêu chí, những cái quan điểm, những cái tính cách đôi khi mình cảm giác không thống nhất là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, The Flood này trong phim hoạt hình nó là một cái lá rất là thích phá phách, nó rất là thích chơi đùa, và nó theo kiểu giống như là thường thất thường, đi chỗ này đi chỗ khác hoặc là lúc này lúc khác. Thì quay lại cái lời khuyên mà lên The Flood, thì thường mình cảm giác bản thân bạn á, có bao giờ bạn muốn đặt một cái gì đó nặng, đặt nặng vào một cái mối quan hệ hay chưa? Bạn có bao giờ cảm thấy những cái cách cư xử, yêu cầu, tiêu chí mà bạn đặt ra nó làm khó cho người khác hay chưa? Ngược lại, nếu mà bạn chưa bao giờ nghiêm túc trong một mối quan hệ nào thì cái lá này nó cũng có nghĩa đó là mày đang ở trển, mày đi xuống giùm tao, hoặc là mày đang đu dây điện đó, mày xuống giùm tao. Cái kiểu nó giống như vậy, bởi vì giống như là bạn sẽ không có người ta, giống như là bạn cứ nghĩ bạn ở trển, người ta không với tới, nhưng mà thật ra không phải là người ta với không tới mà là bạn đu quá cao, là người ta không có muốn đu lên theo thôi. Thành ra mình cảm giác giống như là hãy cân nhắc lại vị trí, vị thế của mình trong mối quan hệ, và cân nhắc lại những mối quan hệ nào cần thì giữ lại, cái nào không cần nữa thì bỏ đi. Thì đó là lời khuyên và thông điệp cho những bạn chọn tuổi hai. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua tụ số 3. Đối với những bạn chọn tụ 3, túi đá, chúng ta sẽ có lá ba cốc. Chúng ta có lá Impress, The Impress. Chúng ta có lá Trusted. Bài của những bạn lên tụ 3 khá là lớn nha.
lá kỵ sĩ gậy rồi luôn, chắc chắn là sẽ có, chắc chắn luôn là sẽ có người yêu. Lá lời khuyên đó là lá the fruit. Thì đối với những bạn chọn tụ 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 ba thì từ giờ đến tháng 6 thì các bạn sẽ thoát ế hay không? Câu trả lời sẽ là có. Cái lý do mà thoát ế đó là gì? Đó là mình cảm giác giống như là chết tịch, nó cũng giống nếu mà bạn có thời gian thì bạn xem những cái khúc cuối của tụ 2 khi mà mình nói về cái lá The Wheel of Fortune đó, thì cái lá đó là cái duyên. Còn tụ 3 này á, mình sẽ nói cái câu chuyện nó liên quan đến là cái nợ và chết tịch, nó cũng là một cái lá thiên định, tức nghĩa là đây là câu chuyện được sắp đặt trước, và bởi vì cái sắp đặt trước này nó là một cái ý định hoặc là một cái bài học nào đó mà mình gọi là cuộc sống nó mang đến cho các bạn, thành ra bạn hãy đón nhận nó và hãy trân trọng nó. Còn cái mối quan hệ này nó đi đến đâu, nó ra sao thì đó là câu chuyện của hạ hồi phân giải. Thì cái đầu tiên thì mình sẽ nói là ba góc bản thân bạn, tụ tụ ba này, trong ba tụ ngày hôm nay, tụ ba là những người mình cảm giác sẽ là xinh đẹp nhất hoặc là xinh trai xinh gái nhất, hoặc là những người có khả năng có nhiều tài lẻ nhất trong ba tụ. Ngoài ra cái tụ ba này cũng là những người tương đối có cuộc sống bằng phẳng đẹp đẽ và có một cái đời sống về về tình cảm tương đối đủ đầy, nó không có mang tính méo mó như tụ một và nó không có mang tính ở trên trển như tụ hai. Cái tụ ba này á, nhưng mà bù lại một cái đó là cái tụ ba này là cái người không có biết yêu. Mình cảm giác là những bạn chọn tụ ba là những người đôi khi cái cách yêu của các bạn nó kỳ cục lắm. Mình cảm giác giống như là mình gọi là trái tính trái nết á, mình gọi là khó ăn khó ở cũng được. Mình cảm giác bạn sẽ rất là đày đọa người yêu, hoặc là kiểu giống như là thích mè nheo, hoặc là kiểu giống như là thích, nếu là bạn là bánh bèo thì bạn sẽ có khuynh hướng mình gọi là thích được chăm sóc, thích được làm cái tâm cái rốn của vũ trụ, giống như mình từng nói về cái lá The Empress này vậy. Mình luôn nói cái lá này đó là gì, nó là họ luôn luôn muốn làm trọng tâm. Và nhìn vào cái lá này bạn có thể thấy luôn là cái cô gái này ngồi một ề ở trong cái lá bài, và nó bao phủ hết, và nguyên cái tông màu của cái tụ ba này bạn thấy không, đỏ rực, tức nghĩa là những cái người này có máu nóng là một, thứ hai nữa là cái tâm tính của họ rất là cao cao, hoặc dùng từ cao ngạo cũng được, hoặc là đôi khi giống như là họ thường muốn làm chủ trong mối quan hệ, hoặc là họ thường muốn kiểu giống như là em muốn thế này anh muốn thế này thì người kia phải nghe. Cái thứ ba nữa đó là trong cái mối quan hệ giữa các bạn với nhau á, thì cái tụ ba thường có khuynh hướng gọi là sẽ có cái đánh giá ngầm, quan sát ngầm, hoặc là có những cái ý nghĩ ngầm, cảm xúc ngầm. Vì sao mình lại dùng nhiều cái từ ngầm như vậy? Bởi vì mình thấy là trong các bạn á, thường không có muốn để ý cho người, để cho người ta biết là cái tính cách con người thật của bạn như thế nào. Bạn thích người ta đuổi bắt, người ta đoán mò, bạn kiểu giống như bạn rất là thích người ta đoán ý của các bạn, giống như hôm nay thích ăn chè, hôm nay thích ăn gì cũng được hết. Vậy ăn cơm nha, cơm thì ngán lắm, ăn phở nha, phở thì không không mới ăn hôm qua rồi. Tức nghĩa là bạn sẽ là cái kiểu giống như vậy, cái kiểu người mà mình gọi là biết rõ mình thích cái gì nhưng mà thích người ta gọi là săn đón, hoặc bạn sẽ kiểu làm giá, hoặc là trong một số trường hợp bạn sẽ cố gắng tỏ ra mình dùng một cái từ đó là tỏ ra bản thân bạn không có cần tới người ta để cho người ta chạy theo, bởi vì bạn không muốn người ta nhìn thấy bạn là một người phụ thuộc hoặc là một người yêu họ say đắm. Bởi vì trong cái lá chết tịch này nè, nó cho mình một cái cảm giác đó là bạn muốn như vậy, bởi vì nó cho bạn được một cái giá trị, một cái sự thu hút, và bạn muốn người ta phải hướng tới bạn, người ta để cái tâm tới bạn, và người ta không bao giờ quên được bạn. Và cũng bởi vì cái tính đó, thành ra trong những cái mối quan hệ thường á, trong thời gian mà bạn còn được săn đón, bạn còn được đưa đưa rước á, thì bạn sẽ cố gắng tận hưởng được khoảng thời gian đó, nhưng thường mối quan hệ của bạn sẽ không bền, bởi vì cái tính này gần như khó ai mà có thể theo được các bạn hoặc là chịu các bạn được trong thời gian dài. Và ở trong cái mối quan hệ này bạn nó lên cái lá là chết tịch, thì mình lại một lần nữa mình cảm giác câu chuyện đó là cuộc đời nó đưa đẩy bạn vào một cái tình huống, một cái bài học để cho bạn học lại về cái tính cách, về cái con người của các bạn. Nếu tụ ba này là một người công dung ngôn hạnh, hoặc là một cái cô gái mình gọi là nết na thùy mị, biết nấu ăn, biết hiền diệu, là một người kín kẻ, ăn nói thanh lịch, tức nghĩa là ngược lại với cái phiên bản mình vừa nói, tức nghĩa là bạn là một cái người rất là nhẹ nhàng khiêm tốn, thì cái bài học của các bạn nó sẽ liên quan tới chuyện là bạn không biết thể hiện bản thân bạn ra. Tức nghĩa là bạn cái tụ bài ba này nó sẽ nằm ở hai cái thái cực, một là cái người thể hiện quá mức, hai là cái người không biết thể hiện gì hết.
Ba nữa là có thể là một cái kiểu người mà mình dạng giống như là mình gọi là sợ yêu, hoặc là ngại yêu, hoặc là mắc cỡ, hoặc là kiểu e thẹn, hoặc là kiểu giống như là nhát. Nhưng mà cái khả năng đó chắc cũng ít. Nhưng mà nhìn chung lại khi mà quay về cái câu hỏi gốc á, đó là trong tháng còn tới giữa năm nay thì bạn có thoát ế hay không, thì vẫn là cái câu trả lời là bạn sẽ thoát ế. Cái người mà bạn gặp á, mình cảm giác họ sẽ là cái người có mối quan hệ trước đây với bạn, trước đây không phải là người cũ nha, tức nghĩa là họ có thể là bạn bè, họ có thể là bạn của bạn bạn, họ có thể là người quen của bạn bạn, hoặc là họ có thể là người quen của những người mà bạn từng biết trong cái lá kỵ sĩ gậy này. Bởi vì mình thấy người này sẽ chủ động liên hệ tới bạn, họ sẽ biết thông tin về bạn, hoặc họ có thể là đồng nghiệp, là người làm chung, là những cái người mà đi chơi chung, sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ, hoặc là làm việc chung. Bởi vì cái kỵ sĩ gậy này thế nào cũng phải là người người có mối quan hệ gần chứ không phải là xa. Thêm nữa thì mình cảm thấy những bạn chọn tụ ba này nè, cái người mà bạn thích á, à không, cái người mà thích bạn á, thì họ sẽ có một cái tính cách cũng khá là mang tính gọi là chuyên quyền á. Cái kiểu của họ giống như là, à bởi vì họ thấy cái tính cách của bạn có một cái gì đó độc đáo, lạ lạ, dị dị, và họ kiểu giống như họ thấy, bởi vì cái cô gái này có nhan sắc, bởi vì kỵ sĩ gậy là người thích để ý về bề ngoài, và chắc chắn bạn là mang đầy đủ những cái yếu tố của một người biết cách ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ, hợp trend, và biết cách make up trang điểm, hoặc là nếu thậm chí bạn là nam thì bạn sẽ biết cách gọi là mồi chài, bạn sẽ rất là khéo léo trong cách giao tiếp ứng xử và rất là có duyên với nữ. Thành ra dù bài nó lên thế nào thì mình vẫn cảm giác bạn có rất là nhiều cái duyên liên quan đến duyên về bề ngoài, vẻ đẹp, lời nói và cả thậm chí về tài lẻ. Thành ra mình cảm giác những bạn chọn tu ba, cái chuyện mà các bạn được nhiều người săn đón nó rất là bình thường luôn, bởi vì bạn quá nổi trội và bạn có quá nhiều cái tính cách mình gọi là thu hút người khác. Tuy nhiên mình cảm giác cái mối quan hệ này á, nếu nó đến thì nó sẽ đến vào thời điểm nóng nhất ở cái nơi bạn sống, hoặc là nó sẽ đến vào cái thời điểm vừa chuyển mùa, và bạn sẽ cái mối quan hệ này nó sẽ phát triển lên thành từng bậc chứ nó sẽ không có đi nhanh. Tuy nhiên trong thời gian đầu mình cảm giác bạn sẽ có hơi nghi ngờ về cái người này, và cái nghi ngờ này nó liên quan đến bản chất của con ngựa. Khi bạn nhìn vào cái lá này, bạn có thể nhìn thấy cái mắt của con ngựa nó liếc lên cái thằng nam, cái thằng cưỡi ngựa, thì mình cảm giác bạn là trong một cái mối quan hệ bạn thường có khuynh hướng là không có tin người khác, và bạn rất là sợ người ta lợi dụng, hoặc là dê, hoặc là kiểu giống như là người ta sẽ gọi là dụ bạn để ăn thịt bạn, tức nghĩa là bạn sẽ rất là phòng hờ, và bạn là một người thông minh, và bạn là người đôi khi mình dùng từ là thảo mai hoặc là hơi hai mặt á, nhưng mà cái kiểu của bạn nó không tới độ là gian xảo thôi, nhưng mà mình cảm giác bạn rất là khôn khéo. Thì mình chỉ nghĩ một điều, đó là tình cảm của các bạn nó người ta gọi là nồi nào úp vung đó, nhưng nếu bạn không thật lòng với người khác thì người khác cũng khó lòng mà thật lòng với bạn. Dĩ nhiên mình sẽ không nói bạn lợi dụng hay là manh mún gì trong mối quan hệ, chỉ là mình cảm giác bạn khá là, mình dùng từ tính toán hoặc là đôi khi hơi thực tế trong mối quan hệ. Về cái lá lời khuyên thì bài nó lên là cái lá The Fool. Đối với mình cái lá này mà khi mà khuyên một người nào đó trong chuyện tình cảm á, thì mình sẽ nói giống như là khi bạn nhìn vô cái lá The Fool, bạn thấy cái gương mặt của nhân vật đó như thế nào, bạn có thấy nó giống gương mặt của bạn không? Tức nghĩa là một cái thái độ kiểu mình dùng từ là chanh xả, nhưng mà mình cảm giác nếu mà nó mà khuyên á, thì cái lá này nó sẽ nói giống như là thật ra bạn, người ta gần mình dạo gần đây mình biết được một cái câu rất là hay, đó là mây mây tầng nào gặp mây tầng đó. Thật ra mình cảm giác chắc cũng đúng như vậy, tức nghĩa là những người nào ở cái tầng lớp nào, level nào, đẳng cấp như thế nào thì họ sẽ gặp những cái tầng lớp, những cái đẳng cấp của level đó, và cũng tùy cái tầng lớp mà cái tính cách và cái thái độ của từng cái tầng lớp nó sẽ khác nhau. Người bình dân thì họ sẽ giản dị và đơn giản, không cầu kỳ, còn những người chanh xả thì đôi khi họ sẽ chanh xả, và bởi vì chanh xả nên tính cách của họ cũng chanh xả theo. Thì mình cảm giác giống như là cái câu của cái lời khuyên này, đó là hãy nhớ một điều, đó là nếu muốn tìm một cái người thật tâm thật dạ giống như The Fool, tức nghĩa là thấy được thật sự cái con người bên trong của các bạn, thì hãy cho người ta biết bản chất của bạn có gì, và hãy cho người ta biết bản chất của bạn muốn gì, và hãy cho người ta thấy được bản chất của bạn là như thế nào. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tu bạn.